Slogan vì clip nó lại gián đoạn vì đang quay thì nó có cuộc điện thoại. Như vậy cái giới hạn lịch sử của chủ nghĩa tư bản nó thể hiện ở chỗ là mục đích của cái nền sản xuất này trước hết nó phục vụ một nhóm người trong xã hội, mà nhóm người đó là nhóm người thiểu số, nó chưa phải hướng tới phục vụ lợi ích cho đông đảo các tầng lớp xã hội trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Quy luật giá trị thặng dư đã chỉ ra đó, các em xem lại cái phần trước. Thứ hai là chiến tranh là bạn đường của chủ nghĩa tư bản. Cái giai đoạn của chiến tranh thế giới lần thứ nhất, chiến tranh thế giới lần thứ hai để xâm chiếm thuộc địa và chia lại thuộc địa thì nó rất rõ ràng, là không có gì phải tranh cãi nữa. Nhưng ngay cả bây giờ, nguyên nhân sâu xa của những cuộc chiến tranh dân tộc, sắc tộc, nhân quyền, tôn giáo, nó đều là để khẳng định cái tầm ảnh hưởng và bành trướng cái quyền chi phối của các nước lớn đối với các nguồn tài nguyên khoáng sản trên thế giới, mà cụ thể là dầu mỏ. Và cái tiếp theo là chủ nghĩa tư bản gây phân hóa giàu nghèo rất sâu sắc. Nó phân hóa như thế nào thì ngay chính bản thân các giai cấp tư sản nó cũng phải thừa nhận rồi. Các em đọc giáo trình các em sẽ thấy. Và khi nó phân hóa giàu nghèo đến một mức độ nhất định thì các em phải hiểu là hầu hết tài sản rơi vào tay giai cấp tư sản. Trong khi đó, hàng hóa cũng thuộc sở hữu của họ. Vậy là người có tiền thì đồng thời có hàng. Người muốn mua hàng thì không có mấy tiền để mua. Cho nên khủng hoảng sản xuất thừa là tất yếu. Thế và vì những cái giới hạn này, cho nên nó sẽ dẫn tới chủ nghĩa tư bản không thể tồn tại mãi mãi được, mà nó buộc phải thay thế bằng một mô hình tổ chức khác tiến bộ hơn. Đó là khi xảy ra cuộc cách mạng vô sản để lật đổ trật tự xã hội tư bản chủ nghĩa và thiết lập nên một trật tự xã hội mới do giai cấp công nhân tổ chức ra. Thì chúng ta sẽ nghiên cứu ở phần sau, ở cái môn học chủ nghĩa xã hội, các em sẽ tìm hiểu rõ hơn về nội dung này. Chúng ta kết thúc cái chủ đề 4 ở đây.